Lịch thi đấu AFF Cup 2022 hôm nay, ngày 2 tháng 1, Thái Lan, Indonesia vừa đá vừa né Việt Nam. Vào lúc 19:30, Philippines sẽ gặp Indonesia, Thái Lan sẽ chạm trán với Campuchia. Philippines đã chính thức bị loại, lại có phong độ không tốt nên cơ hội để Indonesia giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở bảng A AFF Cup 2022 là khá lớn. Với việc hàng loạt cầu thủ trụ cột như thủ môn Neil Anteric, hậu vệ John Patrick Straw hay anh em nhà Mike Ott và Manny Ott không tham dự đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Philippines. Trách nhiệm được đặt trên vai của Straw, nhưng cầu thủ này đã lên hàng lão tướng nên không thể gánh vác được nhiệm vụ làm đầu tàu. Indonesia cũng có một số cầu thủ nhập tịch như Ekan Bagot gốc Anh và Saniwas gốc Bỉ không thể góp mặt, nhưng bù lại chất lượng nội binh giỏi cùng với một số cầu thủ nhập tịch khác chơi tốt đã giúp họ vẫn đang trên hành trình tiến vào bán kết. Rõ ràng hai cầu thủ nhập tịch gồm trung vệ Jordi Amat và tiền vệ Mark Locke đã thể hiện vai trò của những điểm tựa về chuyên môn cho các đồng đội. Trước cuộc đối đầu này, cả Philippines lẫn Indonesia đều bảo toàn được lực lượng hiện có khi không một cầu thủ nào bị chấn thương hay thẻ phạt. Thái Lan sẽ tiếp Campuchia trên sân nhà ở trận đấu cuối cùng của bảng A và đây sẽ là trận đội chủ nhà Thái Lan lấy vé chính thức để vào bán kết, bởi mục tiêu của họ chắc chắn là giành trọn 3 điểm. Thái Lan đang đứng đầu bảng A với 7 điểm, cùng bằng điểm với Indonesia nhưng hơn về hiệu số. Vì thế, chỉ cần một trận hòa ở trận đấu này, đội chủ nhà xứ Chùa Vàng vẫn giành vé để có mặt ở vòng bán kết. Tuy nhiên, đây là điều rất khó xảy ra bởi Thái Lan đã cho thấy họ là đối thủ mạnh nhất của bảng A, thậm chí là mạnh nhất AFF Cup, nên mục tiêu của đội chủ nhà chắc chắn phải là 3 điểm. Sở dĩ nói thế là vì Campuchia là đối thủ quá yếu và có nằm mơ cũng chẳng ai nghĩ họ có thể thắng được Thái Lan ở cuộc so kè này. Trong khi đó, Campuchia đang rất hưng phấn sau trận thắng đậm đến 5-1 trước Brunei, nhưng do đang thua Thái Lan và Indonesia 1 điểm nên muốn có mặt ở bán kết, Campuchia chỉ có một con đường duy nhất là phải thắng Thái Lan. Dẫu vậy, đây là điều cực kỳ khó với đội bóng trẻ như Campuchia, dù họ đã chứng tỏ được có nhiều tiến bộ tại AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, như đã nói, Campuchia là đội bóng của tương lai và mục tiêu cao nhất của họ là ở đấu trường SEA Games vào tháng 5 tới, nên AFF Cup được xem là nơi để họ chui rèn bản lĩnh. Xét về lực lượng, Thái Lan hơn hẳn Campuchia về trình độ và dẫu có tiến bộ thì đội bóng xứ Chùa Tháp vẫn không thể vượt hơn được đội chủ nhà Thái Lan với các vị trí trên sân. Chưa kể, đội bóng xứ Chùa Vàng còn được chơi trên sân nhà, đây càng là bất lợi cho đội khách Campuchia. Nhìn vào lịch sử đối đầu, hai đội đã đối đầu nhau một lần duy nhất vào cách đây 50 năm với chiến thắng thuộc về Thái Lan. Khả năng đây sẽ là một trận thắng đậm đà của đội chủ nhà. Khả năng kiểm soát những khoảng trống lớn ở hệ thống phòng ngự của Thái Lan đã bị bóc trần trong cuộc đối đầu với một tập thể đầy sức mạnh và tốc độ là Indonesia. Bản lĩnh trong việc kiểm soát bóng, bất chấp việc không có được sự phục vụ của hàng loạt những cái tên quan trọng trong đội hình, triết lý bóng đá làm nên thành công của đội tuyển Thái Lan tại kỳ AFF Cup gần nhất vẫn được ông Mano Pukin kiên định áp dụng cho đội tuyển Thái Lan. Lựa chọn 11 con người tốt nhất trong tay và tạo ra một hệ thống có tính tổ chức cao hướng đến việc kiểm soát thế trận là những gì mà chiến lược gia người Brazil đã thực hiện cho tới lúc này của giải đấu. Cầu thủ có đẳng cấp cao nhất ở bình diện khu vực là Theratorn Bumathan được giao trọng trách trở thành trung tâm của những đường lên bóng ở vai trò của một tiền vệ điều tiết nhịp độ. Thay thế anh ở vị trí hậu vệ trái là một cái tên khác từng xuất ngoại của bóng đá Thái Lan, Salak Hapikon. Chính cặp đôi này cùng tiền vệ cánh mang áo số 11 Bodin Pala là những nhân tố tạo nên những mảng miếng tấn công cơ bản và có chất lượng cao nhất tính đến lúc này tại AFF Cup 2022. Sự có chịu của mảng miếng phối hợp này của đội tuyển Thái Lan được tạo ra không chỉ bởi khả năng chuyền bóng ấn tượng của cả Theratorn và Sarek mà còn bởi độ linh hoạt trong cách di chuyển của Sasalak và Bodin. Chính hậu vệ cánh mang áo số 2 mới là người thường trực xuất hiện ở trung lộ, trong khi Bodin được ưu tiên nhận bóng sát hành lang cánh. Miếng đánh sở trường này đã mang đến cho đội tuyển Thái Lan không ít những bàn thắng theo những cách khác nhau. Cơ hội ăn bàn có thể đến trực tiếp từ khả năng xuyên phá của Bodin, nhưng cũng có thể bất ngờ xuất hiện sau một đường chuyền của Theratorn sau khi Thái Lan đã dồn được khối đội hình của đối phương lùi sâu về phần sân nhà. Huấn luyện viên Mano Pukin cho biết ông sẽ có kiến nghị với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về vụ cổ động viên Indonesia tấn công xe chở tuyển Thái Lan. Đó là một vụ việc đáng buồn, tôi không muốn liên quan tới những chuyện như vậy. Chúng tôi sẽ báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vì điều đó là không tốt cho cả Indonesia và bóng đá khu vực. Thú thật, tôi có chút sợ hãi khi họ ném chai lọ về phía cửa kính xe buýt khiến nó bị nứt. Indonesia nên tổ chức các trận đấu một cách tốt hơn ở AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Mano Pukin cho biết, tôi có thể đảm bảo rằng người hâm mộ Thái Lan sẽ chào đón các đội bóng.
Chúng tôi không làm bất cứ điều gì như vậy vì mong muốn trở thành một đội chủ nhà tốt và muốn chứng kiến một trận đấu hay. Đây không phải là để trả đũa, đây là về bóng đá. Chiến lược gia người Đức khẳng định, trước đó ở trận làm khách trên sân nhà của Indonesia, xe buýt chở tuyển Thái Lan khi đang di chuyển tới sân Bung Karno thì bị cổ động viên quá khích của Indonesia vây kín. Một số cổ động viên đội chủ nhà đã dùng gạch, đá ném vỡ cửa kính xe chờ đội tuyển Thái Lan. Những cổ động viên này thậm chí còn đạp cửa xe và la hét, đốt pháo. Dù không có cầu thủ nào bị thương, nhưng các thành viên của đội khách có một phen thót tim. Điều này cũng ảnh hưởng tới tâm lý, khiến Thái Lan chơi không được hết sức. Rất may là đội bóng của ông Manopoking đã có được một điểm sau trận hòa một đều dù chơi thiếu người. Huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán chọn Indonesia hay Thái Lan. Chỉ có kịch bản cực kỳ điên rồ, đội tuyển Việt Nam mới bị loại khỏi bán kết AFF Cup 2022. Đối thủ nào của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo mới là điều đáng quan tâm. Ở buổi họp báo sau trận hòa không đều của đội tuyển Việt Nam trước Singapore ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022, khi được hỏi liệu ông có lo lắng cho kịch bản giống như AFF Cup 2020 khi Việt Nam hòa ở lượt trận thứ 3 và bị mất ngôi đầu bảng, huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời ngắn gọn, không cần phải lo lắng về điều đó. Sau 3 lượt trận, đoàn quân của ông Park Hang-seo đang có được 7 điểm, đang dẫn đầu bảng B. Kịch bản này khá giống với kỳ AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam cũng bị đối thủ thi đấu tử thủ và bị cầm hòa không đều ở lượt trận thứ 3. Tuy nhiên, Việt Nam xếp sau Indonesia ở lượt trận cuối. Những chiến binh sao vàng chỉ cần thắng Campuchia với tỷ số 4-0. Còn Indonesia bất ngờ ngược dòng Malaysia với tỷ số 4-1. Cả hai cùng có được 10 điểm, hiệu số cộng 9. Nhưng Indonesia xếp trên nhờ hơn số bàn thắng 13 bàn so với 9 của Việt Nam. Xếp nhì bảng, Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bán kết và đã dừng bước. Giờ đây, kịch bản đó có thể lặp lại. Tuy nhiên, mọi toan tính đang nằm trong tầm tay của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặt giả thiết, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chọn đối thủ ở vòng bán kết. Trên thực tế, Thái Lan không còn mạnh như một năm trước, nhưng họ vẫn là đội bóng giàu bản lĩnh. Indonesia có thừa sức trẻ, bù đắp thêm sự kinh nghiệm của những lão tướng như Jordi Amat hay Mark Locke. Cục diện bảng A chỉ ngã ngũ khi vòng cuối khép lại. Thái Lan sẽ gặp Campuchia, Indonesia chạm trán với Philippines. Thật khó để chờ đợi cú sốc mang tên Campuchia. Indonesia và Thái Lan vẫn là đối thủ tiềm năng nếu Việt Nam lọt vào vòng bán kết. Trên lý thuyết, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể bị loại. Nhưng đó chỉ là kịch bản có trong trí tưởng tượng. Nó chỉ xảy ra khi Singapore thất bại trước Malaysia và Việt Nam thảm bại trước Myanmar. Hiện tại, Việt Nam đang có 7 điểm, hiệu số là cộng 9, còn Singapore có hiệu số là cộng 3. Thật khó tưởng tượng Việt Nam lại thua Myanmar với cách biệt từ 8 bàn trở lên. Nhưng Việt Nam có quyền chọn đứng nhất hay nhì bảng. Nếu thắng, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo chắc suất nhất bảng. Khi đó, đối thủ sẽ là đội nhì bảng A. Đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Còn trong trường hợp nhì bảng, đối thủ sẽ là nhất bảng A. Ngoài ra, việc các trụ cột được nghỉ ngơi ở trận đấu gặp Singapore cũng mang đến những tính toán nhất định về thể lực cũng như con người cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Cả Indonesia và Thái Lan đều là những đội bóng giàu cá tính ở khu vực Đông Nam Á. Có thời gian nghiên cứu đối thủ, phân tích và chọn đối thủ cũng là lợi thế lớn của đội tuyển Việt Nam. Tất cả đang nằm trong tầm tay của ông Park Hang-seo. Đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế, bóng đá luôn có nhiều ẩn số. Bất kể sai sót nào cũng khiến đội bóng đó phải trả giá đắt. Có quan điểm cho rằng, chọn đối thủ cũng là rủi ro bởi khi vào bán kết, sức mạnh của các đội không quá chênh lệch nhau. Nhìn cách Indonesia hay Singapore tử thủ trước Việt Nam để thấy, khó khăn luôn trực chờ. Thế nhưng, chủ động vào bán kết theo cách mình tính toán là điều không phải đội bóng nào cũng có thể làm được. Tấm vé vào bán kết đã cầm chắc trong tay, giờ là lúc người hâm mộ chờ đợi Thái Lan, Indonesia hay cú sốc mang tên Campuchia sẽ là đối thủ của Việt Nam ở vòng đấu này.